rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay với chú Phương nha. Cả nhà xem Phương vừa mới tháo một cái này là cái dầm của cái quạt gió của nhà Phương này cả nhà, nó bị hư rồi nên Phương tháo ra. Phương làm cái bẫy tôm hôm nay Phương đem xuống sông đặt cho cả nhà xem nè. Lâu rồi Phương không có bắt tôm cho cả nhà, hôm nay toàn là bắt cá không mà cá kinh khủng quá trời luôn mà không có bắt được con tôm nào hết trơn á. Nay sẵn đi vòng vòng nhà cái thấy cái quạt gió bị hư, cái nói để tháo này ra là lót cái ổ cho con gà nó ấp, mà thấy cái khung này mình có thể làm được một cái bẫy tôm, cho nên Phương sẽ làm cái bẫy tôm cho cả nhà xem. Đây nè cả nhà, Phương tháo ra nè. Cái này là Phương lấy búa Phương đập cho nó có cái hôm, cái kiểu giống như là cái hôm cái đường đi vô quá cả nhà, ăn cho con tôm nó dễ lọt vào trong á, nó có cái độ đi vào trong nè, cả nhà xem nè. Rồi Phương tháo cái cánh quạt ở trong ra rồi, bây giờ thì Phương phải đương nó lại. Phương có dây lâm nè, Phương đương nó lại, Phương phải đương nó lại cho nó thích lại mới được. Mình sẽ lòn dây. Phương đặt vào một cái lợp, cái lợp siêu to khổng lồ mà Phương với mẹ Phương làm bằng tre đó, cũng dính được mấy con à. Cái lợp đó, bữa đó dính cá rồi cái dính được mấy con luôn, tại mình để mình neo ở phía dưới luôn á nên nó dính được vài con. Nè bữa đó thì lấy mồi á, là mồi của cá, mồi thức ăn là của cá không à, không có sử dụng mồi dành cho đặc biệt riêng của tôm. Nay Phương chuẩn bị mồi đặc biệt riêng của tôm luôn á. Mình có cái lột cầm ở đây nữa nè, mình cầm như cái giỏ sách luôn nha. Cả nhà thấy nó gọn không? Đây là cái bẫy của mình nha. Đây là cái một cái quả trứng. Đây là cái mồi để mà cực kỳ nhạy luôn, để nhử con tôm á cả nhà. Đây là trứng vịt ung nha cả nhà. Đặc biệt là cái mùi này rất là nhạy tôm luôn. Mình có thể là sử dụng dừa khô cũng được. Dạ con nghĩ bị cắn cái bụng. Mình có thể sử dụng dừa khô cũng được, hoặc là vịt ung này thì càng nhảy hơn nha. Bây giờ thì Phương sẽ mình sẽ đâm lỗ để cho mồi nó tỏ hương ra, nhưng mà để Phương đem xuống dưới sông á rồi Phương thả đâm lỗ luôn. Giờ thì mà cả nhà cùng theo Phương mình đi xuống dưới sông nha. Đây mình xách cái dụng cụ của mình đi.
vừa mới cuột hai cái cây vô trong cái bẫy của mình nè, mình đặt xuống dưới đất như cho dễ nè cả nhà. Còn đây là cái trứng của Phương nè, giờ Phương xuống nghe rồi bây giờ mình sẽ đập trứng mình bỏ vào đây luôn nha. Ui, cái này thì mình chỉ cần là mình sẽ đâm nó, mình đâm nó như thế này nè cho nó ra cái hơi ở phía bên trong đó cả nhà. Ui, rõ như thế này là được nè cả nhà, là nó sẽ bay cái mùi ra. Mình sẽ bỏ vào đây nha. Giờ Phương sẽ bơi cái xuồng đây lại. Mình đang ở nước ngược. Ôi ôi, nó dập cái trứng nha. Mình đưa cái miệng lên trên nha cả nhà. Tại cái này á là con tôm á là nó đi ở dưới đất không à, nên mình phải cắm cái này xuống tới dưới đất ở dưới luôn mới được. Chiều mình thăm nha cả nhà. Cái này là Phương đặt xứ xế này rồi, tới chiều mình ra mình thăm. Giờ mình về. Đi thôi. Hello cả nhà thân yêu. Chiều nay mình đi thăm bể tôm của mình nè cả nhà. Giờ mình đi xuống sông. Hay sông chỗ Phương nè. Mẹ Phương nè mẹ. Hello, chào cả nhà. À, đi thăm bể tôm nha cả nhà. À, cái ghe này là ghe của Phương. Còn cái xuồng đó là xuồng của chú Phương. Xuồng của Phương để ở trên ruộng, đặng đi ra ruộng nhiều hơn à. Mượn cái xuồng của chú mình đi cho nó gọn. Giờ mình xuống nha cả nhà. Thank you.
Hơi mát quá. Đi theo nữa. Hình như nước lớn rồi mẹ ơi. Ờ, nước lớn rồi. Đó rồi. Đó là nước lớn rồi, cái bẫy của mình nó thành lâu rồi. Nước lớn rồi. Lớn hơn nửa xong rồi. Gà cái dầm coi. Trời, hôm qua quên hồi sáng hồi xế quên nữa, không chịu mà chặt cái cây dài dài. Nước lớn rồi cả nhà ơi, không biết nằm đâu luôn rồi. Gà cây nhớ là ngay bụi cây này nè. Tại hồi lúc con nhớ hồi sớm là trời nắng dữ lắm. Rồi cái con gà chỗ mà mát mát đây nè. Chết rồi, nước lớn rồi cả nhà ơi, tiêu rồi. Lớn này nó hụt cây rồi, cây con cục quá mà. Thôi để con nhảy xuống luôn nha, tắm luôn. Đâu sao đâu. Không, gà nữa thôi. Gà cá có đúng không? Đúng không? Rồi. Rồi, tại sâu lắm, nước lên rồi. Mấy kia rồi. Gà có đụng chứ. Ê, mau phạt. Sao không? Anh ghê luôn á. Đây nè. Ui. Đúng không? Đây nè. Rất là sâu tú luôn rồi. Mắc cái cây rồi, hụt cái cây rồi. Cái tay không tới luôn hả? Không tới. Hụt như mẹ như vậy. Hả? Hộp đại với con nhỏ cái lên nè. Chưa để con coi cái. Không tới hả? Không tới. Chưa để nè, ấy lấy cái cọng dây con lặn con dây được để con nổi lên cái xuồng nó cho vô đầu con nổi không được. Nhỏ lên rồi. Được rồi. Ôi. Ôi, dính được mấy con rồi cả nhà. Wow. Quá trời cái mùi. Rồi, xích vô ông bà đi coi, xích vô ông bà đi. Dạ. Xích vô ông bà đi, cho nó cứng xuồng lên, nó mới có ai được. Thôi vô ông bà. Ôi. 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 Đi vô mà,
mình bắt đi rồi mình đặt lại xuống, mình bắt rồi mình đặt xuống tiếp cả nha. Mình còn cái trứng mà. Một con. Cả nhà ơi. Hai con nha. Ba con. Bốn con. Ơi. Năm con cả nhà thân yêu ơi, được năm con cơm. Và bây giờ Phương sẽ ra Phương đặt lại nha. Ôi. Phương sẽ ra Phương đặt lại. Rồi con bỏ nó lên cái. Nè, bỏ xuống đây nha cả nhà. Ô, đó cả nhà. Rồi để Phương đặt lại. Đặt phía ngoài đây nè. Xích lên đây ha mẹ, nãy mình đặt ở đây rồi. Ừ. Giờ mình đặt xích lên đây cả nhà. Xích ở đây nữa, mình đi thăm nữa. Đây nha. Rồi. Rồi, đây đi. Bây giờ con đặt chích vô đi, đặng trừ hao đó. Đặng trừ hao đó, đặng nữa con ngồi trên xuồng con nhổ. Ừ. Xem nào. Đại đây đi. Đại đây đi nữa, nước mình canh nước rồng mình thả ra mình thăm. Ừ. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Đúng chưa? Hai cây cho chắc nha, để ngồi nó trôi á. Rồi. Wow, được mấy con tôm cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Ôi, trước vô lỗ mũi à. Cả nhà cho Phương xin một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Phương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người.